Vòi bạch tuộc của Nguyễn Thị Thanh Nhàn thật khủng khiếp khi nó đã khiến nhiều quan chức ngã ngựa đứt cánh thậm chí hạ cánh không an toàn. Sau khi phát hiện thấy rủi ro, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhanh chân tẩu thoát chạy ra nước ngoài lẩn trốn. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kêu gọi bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Đây là bước đi chắc chắn chấm dứt những vòi bạch tuộc cấu kết trong ngoài làm thao hóa tổ chức và con người trong bộ máy nhà nước. Ngày 4 tháng 10, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969 tại Bắc Ninh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi bị can đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn không ra đầu thú, cơ quan điều tra coi đó là tư bỏ quyền tự bào chữa của bị can và tiến hành điều tra kết luận vụ án theo quy định của pháp luật. Chiếc còng số 8 đang đợi bà Nhàn. 13 lần nhận tiền tỷ, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã khai gì? Chuyện bí thư cha, bí thư con ra sao? Có lẽ bạn không thể hình dung với những con số gây choáng dưới đây, còn chúng tôi cũng đã phải dụi mắt nhiều lần để đọc cho thông tuệ và xác định đây là con số chính xác trong vụ án công ty AIC và công ty Sông Hồng vi phạm đấu thầu tại 6 bệnh viện của Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo quan chức tỉnh này về tội nhận hối lộ. 13 lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mỗi lần 1 tỷ đồng. Và dịp lễ Tết các năm 2015, 2016, 2017, bà chủ AIC đến gặp chiến tại phòng làm việc của cựu bí thư tỉnh ủy đưa quà cảm ơn đến vài tỷ đồng vì đã tạo điều kiện cho công ty AIC trúng ba gói thầu nói trên. 10 lần đưa tiền, sau đó với tổng số 10 tỷ đồng không liên quan đến việc trúng thầu nói trên. Làm sao có thể nuốt được số tiền 13 tỷ đồng từ việc tham gia đấu thầu chúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Cuối cùng những lãnh đạo tỉnh đã tự được sắm cho một chiếc lắc bạc thay vì những bó hoa hay lời cảm ơn ở cuối nhiệm kỳ. 13 lần nhận quà tiền tỷ không biết ngại. Trong số 13 bị can của vụ án, có bị can những người này chúng tôi xin được chỉ mặt gọi tên như sau một cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, hai cựu phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, ba cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân Nguyễn Hạnh Trung, bốn cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế ở Bắc Ninh, ban quản lý dự án Trần Văn Tuỳnh. Cả bốn cựu lãnh đạo quan chức tỉnh này đều bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Nhân Chiến vì động cơ vụ lợi nên đã đồng ý thống nhất chủ trương với cấp dưới tạo điều kiện cho nhóm công ty Sông Hồng và công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được phân chia, chúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế gây thiệt hại cho ngân sách hơn 48 tỷ đồng. Sau khi tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC trúng thầu mua, cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gửi quà Tết 13 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Chiến khai từ năm 2014 đến năm 2020 và các dịp lễ Tết hàng năm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều mang tiền đến cảm ơn Việc cảm ơn này liên quan đến các gói thầu, dự án mà công ty IC và các công ty trong hệ sinh thái của bà Nhàn tham gia và trúng thầu. Ông Chiến thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thông thường là 1 tỷ đồng, có lần 500 triệu đồng, có lần 2 tỷ đồng. Trong đó vào dịp lễ Tết các năm 2015, 2016, 2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến gặp ông Chiến tại phòng làm việc của cựu bí thư tỉnh ủy, đưa quà cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho công ty IC trúng ba gói thầu nói trên. Ông Chiến khai rằng 10 lần đưa tiền sau đó với tổng số 10 tỷ đồng không liên quan đến việc trúng thầu nói trên. Thông thường bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ đưa quà vào các dịp 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9 hoặc Tết Nguyên đán. Đa số những lần đến phòng làm việc của cựu bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ gửi quà là 1 tỷ đồng. Một số ít lần bà Nhàn sẽ đưa 2 tỷ đồng hoặc 500 triệu đồng. Riêng dịp 20 tháng 9 năm 2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu, thì bà Nhàn đến nhà riêng của cựu bí thư tỉnh ủy chơi, thăm và đưa 1 tỷ đồng. Ngoài ra ông Chiến còn khai 5 lần nhận tiền từ bị can Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án, mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng. Như vậy cựu bí thư tỉnh ủy đã nhận hối lộ tổng cộng 14 tỷ đồng. Đó chỉ là cơn tiền đình thứ nhất liên quan đến những lần nhận quà tiền tỷ không biết ngại của cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến. Xin được giới thiệu sơ qua để quý vị khán giả biết mặt của ông này. Tên thật là Nguyễn Nhân Chiến, sinh năm 1960, quê quán Bắc Ninh. Dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020. Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14. Kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 31 tháng 1 năm 2024. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông Nguyễn Nhân Chiến và câu chuyện bí thư cha, bí thư con. Theo báo Thanh tra đăng tải bài viết với tiêu đề Ông Nguyễn Nhân Trinh không phải là cử nhân cờ vua. Ông Chiến từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ tháng 4 năm 2011, rồi sau đó trở thành Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh vào tháng 2 năm 2015, trước khi nghỉ hưu vào cuối năm 2021. Ông Chiến từng gây xôn xao dư luận khi chỉ định con trai giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh. Tháng 7 năm 2020, ông Chiến từng bị dư luận chỉ trích vì chỉ định con trai là ông Nguyễn Nhân Trinh, tỉnh ủy viên Bí thư tỉnh đoàn, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tên thật Nguyễn Nhân Trinh, sinh năm 1984, tốt nghiệp cử nhân sư phạm thể dục thể thao, ngành giáo dục thể chất, Đại học Thể dục Thể thao 1, hệ chính quy năm 2006. Năm 2009 được cấp bằng cử nhân luật hệ tại chức. Năm 2012 được cấp bằng thạc sĩ quản lý giáo dục. Trong hồ sơ lý lịch, không có dòng nào ghi ông Trinh tốt nghiệp cử nhân cờ vua. Ông Trinh trở thành lãnh đạo thành phố không qua bầu cử mà qua con đường chỉ định. Lúc này ban tổ chức trung ương đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Trinh làm bí thư thành ủy Bắc Ninh. Theo hướng phải bám sát các quy định, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ. Thông tin ông Nguyễn Nhân Trinh, con trai bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến được điều động chỉ định làm bí thư thành ủy Bắc Ninh đã gây bão mạng bởi dư luận từng nhiều lần xôn xao về câu chuyện Cả họ làm quan ở Bắc Ninh, cụ thể bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến có nhiều người thân giữ các vị trí cao ở các sở ngành địa phương trong tỉnh. Trả lời câu hỏi về việc bố là bí thư tỉnh ủy, con được điều động chỉ định làm bí thư thành ủy, ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ nói ngắn gọn, không vướng quy định nào của đảng cả và tắt mạch. Còn phó ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định tất cả quy trình năm bước đều rất khách quan, thông qua phiếu kín được tập thể đánh giá chứ không phải cá nhân. Chính vì vậy không có chuyện tác động hay chịu áp lực từ phía nào. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, chúng tôi làm rất kỹ, không những tỉnh làm kỹ mà Trung ương cũng kiểm soát rất chặt chẽ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự để bầu. Sau 15 ngày giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đầu tháng 8 năm 2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã bản thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trinh sang làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Như vậy, trong 6 tháng, ông Trinh đã kinh qua 3 vị trí lãnh đạo tại Bắc Ninh. Việc bổ nhiệm này lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính khách quan trong công tác bố trí nhân sự của tỉnh Bắc Ninh bởi ông Nguyễn Nhân Trinh là con trai nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Hơn nữa ông Trinh lại tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua. Việc bố trí nhân sự như vậy là không đúng người, đúng việc hay không? Đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, nguyên bí thư thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Trinh được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhật Chiến, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến quan trọng trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Chi tiền đối ngoại sau khi được tạm ứng thanh toán. Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt. Cơ quan điều tra lấy lời khai của Đặng Minh Tâm, nguyên nhân viên quản lý quỹ bộ phận trợ lý tài chính của công ty AIC. Đặng Minh Tâm khai từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2022 có nhiệm vụ thực hiện thu chi theo yêu cầu của bà Nhàn, quản lý quỹ tiền mặt, giao dịch tiền ngân hàng. Bà Nhàn là người chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty thuộc hệ sinh thái AIC. Từ năm 2013 đến năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần chỉ đạo Tâm đi rút tiền từ các tài khoản của các công ty để đi đối ngoại với các sở ngành và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Khi lấy tiền, bà Nhàn không nói chi cho ai mục đích gì mỗi lần Tâm đưa từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Việc chi tiền được thực hiện sau khi các công ty trúng thầu ký hợp đồng cung cấp và được phía chủ đầu tư tạo ứng, thanh toán tiền. Nguồn tiền có được là do các công ty chuyển về quỹ của Ban Thư ký Tài chính thông qua nghiệp vụ mua bán hàng hóa nội bộ. Số tiền này được ghi chép theo dõi trên sổ thu chi nhưng hiện nay, tâm không lưu giữ sổ này cơ quan điều tra xác định trong số tiền mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ các bị can trong vụ án có hơn 4,5 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc cung cấp mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện sẽ thấy tâm là nhân viên làm thuê không biết thỏa thuận thông đồng của bà Nhàn với chủ đầu tư không tham gia công việc gì của bà gói thầu nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đề nghị truy tố cựu bí thư chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh cũng trong ngày 16 tháng 8 năm 2024 mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố một Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, ba cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Trung, bốn cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 13 bị can, trong đó có 4 cựu lãnh đạo nêu trên về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu. Vụ án này cũng liên quan đến bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Hiện bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, đồng thời cũng là bị cáo bị xét xử vắng mặt trong các vụ án khác liên quan đến sai phạm về đấu thầu với án tổng hợp 30 năm tù bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng, bị can Nguyễn Tử Quỳnh nhận hối lộ 8,1 tỷ đồng. Đó là con số dẫn thông tin từ kết luận điều tra. Thông tấn xã Việt Nam cho biết năm 2013, ông Đặng Tiến Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng đã mất năm 2021 liên hệ với Trần Văn Tuynh, đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Trung ương cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, bị can Trần Văn Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du. Cùng thời gian này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng liên hệ với nội dung tương tự. Những lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong vụ án đã đồng ý để công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, các huyện phía Bắc Sông Đuống, còn công ty IC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, phía Nam Sông Đuống, gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên ông Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn. Hai bên sau đó thống nhất để tránh va chạm, công ty Sông Hồng sẽ thực hiện ba gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiền Du, Quế Võ, còn công ty AIC thực hiện ba gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Theo kết luận điều tra, các bị can đã vi phạm quy định đấu thầu Dùng quân xanh đấu thầu nâng giá đến nay cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Được giúp đỡ làm dự án các lãnh đạo công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho ông Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Tuynh chi lại cho bí thư Nguyễn Nhân Chiến và chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng, tặng quà phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số 300 triệu đồng. Ngoài ra bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị can Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020 và các dịp lễ Tết đều được người phụ nữ này tặng quà. Tổng cộng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn có 13 lần đến phòng làm việc của cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân và tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng, tổng số 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của công ty IC và công ty Sông Hồng. Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh khai đã tiêu hết 4 tỷ đồng còn 10 tỷ đồng bị can Nguyễn Nhân Chiến xin tự nguyện nộp cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Tương tự bị can Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò phó chủ tịch rồi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty Sông Hồng tổng số 8,1 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Tử Quỳnh khai đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này. Vì sao cựu phó chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành không bị xử lý hình sự? Câu hỏi này rất nhiều người đặt ra. Kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an có nhắc đến trách nhiệm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra cho rằng đối với ông Nguyễn Lương Thành, thời điểm giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn 2014-2016 từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện Kết quả điều tra đến nay không có căn cứ chứng minh việc can thiệp tác động các cấp để xin phân vốn bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và không có tài liệu thể hiện việc chỉ đạo can thiệp để ông Thành ký quyết định phân bổ vốn cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện nêu trên. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt đảng và hành chính đối với ông Nguyễn Lương Thành. Hồi tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành. Tại quyết định số 513, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Lương Thành do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Bất ngờ lý do cựu chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh từng từ chối nhận tiền hối lộ nhưng sinh nhật vẫn nhận 1 tỷ. Bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, ông Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc tạo điều kiện cho các công ty AIC và Sông Hồng trúng thầu sai quy định. Cựu chủ tịch Bắc Ninh từng một lần từ chối cầm tiền vì ngại em trai bí thư tỉnh ủy. Kết luận điều tra vụ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đưa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh về tội nhận hối lộ. Chủ tịch tập đoàn AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã, bị đề nghị tội đưa hối lộ. Theo kết luận của Bộ Công an, năm 2013, công ty Sông Hồng thực hiện 3 gói thầu tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ, các huyện phía Bắc Sông Đuống, còn công ty AIC thực hiện 3 gói thầu tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, phía Nam Sông Đuống. Sau đó các bị can đã vi phạm quy định dùng quân xanh đấu thầu nâng giá, đến nay cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Một bị can bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 7 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án ông Quỳnh và ông Chiến bị cáo buộc có sai phạm khi để công ty Sông Hồng và công ty AIC trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại 6 bệnh viện tuyến huyện gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Làm việc với cảnh sát, ông Quỳnh thừa nhận đã thống nhất với nhóm bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ về việc phân chia 6 gói thầu, tạo điều kiện cho công ty AIC và công ty Sông Hồng mỗi bên được trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Sau khi có nguồn vốn được phê duyệt, ông Quỳnh nhận thức được hành vi đồng ý phân chia 6 gói thầu tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp này được chỉ định thầu trước khi tổ chức đấu thầu là không đảm bảo khách quan, công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu và vi phạm pháp luật. Cựu chủ tịch Bắc Ninh từng từ chối nhận tiền vì ngại. Sau khi ưu ái doanh nghiệp, ông Quỳnh đã nhận lợi ích vật chất từ hai doanh nghiệp này với tổng số tiền 10,1 tỷ đồng. Cụ thể, sau khi đồng ý tạo điều kiện cho nhóm công ty Sông Hồng trúng bao gói thầu, ông Tuynh đã nhận 6 tỷ đồng trích lại tiền chi ngoài hợp đồng từ doanh nghiệp này năm 2013 sau khi nhận tiền của công ty sông hồng ông tinh có đến phòng làm việc gặp ông quỳnh tại trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và nói với ông quỳnh về việc phía doanh nghiệp trích lại tiền ngoài hợp đồng để gửi ông quỳnh tuy nhiên thời điểm này ông tinh là em trai ruột của bí thư tỉnh ủy ông trần văn túy nên ông quỳnh ngại và đã từ chối không nhận sau đó giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 và các dịp lễ tết ngày kỷ niệm ông tinh đến phòng làm việc của ông quỳnh để cảm ơn và biếu quà thường là túi quà là chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì chứa 200 triệu. Ông Tuynh đã 5 lần biếu quà kèm tiền, tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài nhận tiền từ ông Tuynh, C03 cáo buộc ông Quỳnh đã nhiều lần nhận tổng số 9,1 tỷ đồng từ bà Nhàn. Theo kết luận điều tra, sau khi công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái của doanh nghiệp này trúng các gói thầu và các dịp lễ Tết nhân ngày kỷ niệm từ năm 2013-2019, Bà Nhàn đến phòng làm việc của ông Quỳnh tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh để gặp và cảm ơn biếu tiền mỗi lần từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Những lần đưa nhận tiền đều tại phòng làm việc của ông Quỳnh tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể lần một ông Quỳnh nhận 300 triệu đồng cuối năm 2013, Lần 2 nhận 300 triệu đồng nhân dịp cuối năm 2014. Lần 3 nhân dịp cuối năm 2015, ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng sau khi đồng ý phân chia và tạo điều kiện cho công ty IC trúng thầu. Lần 4 ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2016. Lần thứ 5 nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, ông Quỳnh nhận 2 tỷ đồng. Lần 6 ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng vào ngày 2 tháng 9 năm 2017 nhân dịp sinh nhật. Lần thứ 7 nhân dịp cuối năm 2018, ông Quỳnh nhận 2 tỷ đồng. Lần thứ 8, nhân dịp sinh nhật mùng 2 tháng 9 năm 2018, ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng. Lần cuối cùng nhận 500 triệu đồng vào tháng 10 năm 2019 khi ông Quỳnh chuẩn bị nghỉ hưu. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho mình tổng số tiền 10,1 tỷ đồng là hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó việc ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng do nhàn đưa và nhận 1 tỷ đồng do Tuynh đưa. Cảm ơn sau khi ông ký các thủ tục đề nghị xin vốn chính phủ cho 6 dự án tại bệnh viện tuyến huyện đồng ý phân chia tạo điều kiện cho nhóm công ty IC và công ty Sông Hồng trúng thầu là sai quy định. Ông Quỳnh hiện bị truy tố theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù trung thân hoặc tử hình. Tuy vậy, bị can này được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm tự nguyện khắc phục 10,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, có thành tích trong công tác nên phía điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Cụ thể về kế hoạch chia chác các gói thầu gắn với dòng sông đuống, Tại kết luận điều tra của vụ đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ nhóm công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch và nhóm công ty công nghệ và truyền thông Sông Hồng. Chúng sau gói thầu sai quy định. Hành vi sai phạm của các bị can bắt đầu khi tỉnh Bắc Ninh xây 6 bệnh viện đào quả tuyến huyện nhưng chưa có vốn để lắp đặt thiết bị. Năm 2013, biết việc này nên ông Đặng Tiên Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng mất năm 2021, gặp Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, ban quản lý. Ông Phong khẳng định bản thân có nhiều mối quan hệ thân thiết nên sẽ xin được vốn bổ sung từ chính phủ cho 6 bệnh viện huyện. Nhưng đổi lại, lãnh đạo tỉnh phải cho công ty của ông Phong tham gia trúng thầu cả 6 dự án. Để xin được nguồn vốn từ Trung ương, ông Phong sẽ phải đi chi phí ngoại giao tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, tương ứng 8% tổng giá trị thực tế thanh toán trước thuế của các gói thầu theo các dự án đã được phê duyệt. Số tiền trên gồm chi phí ngoại giao cho các lãnh đạo tỉnh khoảng 4 tỷ đồng, chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Tuynh và các lãnh đạo liên quan khoảng 6 tỷ đồng. Công việc cụ thể do bị can Lã Tuấn Hưng, phó giám đốc công ty Sông Hồng thực hiện khoảng một tháng sau lã tuấn hưng cùng trần văn tuynh và giám đốc sở y tế nguyễn hạnh trung sau là tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh gặp nhau cả ba sau đó lên phòng của bị can nguyễn nhân chiến chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sau là bí thư tỉnh ủy để báo cáo xin chỉ đạo về việc công ty sông hồng sẽ đứng ra quan hệ với lãnh đạo các bộ ngành trung ương xin cấp nguồn vốn kinh phí bổ sung nhưng phải cho doanh nghiệp này trúng thầu bị can chiến đồng ý và chỉ đạo sang báo cáo lại Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sau là Chủ tịch tỉnh. Vì thời điểm này bị can Quỳnh được giao phụ trách lĩnh vực y tế giáo dục. Tại phòng làm việc của bị can Quỳnh, nhóm Tinh và Trung tiếp tục báo cáo nội dung trên. Vị Phó Chủ tịch tỉnh lúc đó đồng ý chỉ đạo về làm các thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Quỳnh hoặc chiến ký Thực tế, bị can Quỳnh sau đó ký văn bản gửi Trung ương xin vốn bổ sung cho 6 bệnh viện huyện tại Bắc Ninh. Ở một diễn biến song song từ công ty AIC bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, quê Bắc Ninh, cũng gọi điện cho Tuyên đặt vấn đề tác động lên các bộ ban ngành trung ương để xin phê duyệt. Nguồn vốn bổ sung cho các dự án về y tế tại Bắc Ninh, đổi lại công ty AIC được tham gia và trúng thầu 6 gói dự án bệnh viện huyện. Tuyên biết bị can nhàn có quan hệ với các lãnh đạo tỉnh và trung ương nên đề nghị người phụ nữ này xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, đồng thời báo cáo việc có cạnh tranh cho phía công ty Sông Hồng phía công ty Sông Hồng đưa ra hai phương án. Để tránh va chạm thì sẽ thực hiện ba gói và chia lại cho công ty IC thực hiện ba gói. Bị can Tuynh báo lại việc này cho giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Trung và được đồng ý. Tháng 1 năm 2014, chính phủ quyết định bổ sung vốn về Bắc Ninh với 850 tỷ đồng cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Bị can Tuynh lên gặp Nguyễn Tiến Nhường, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo việc các bị can Nguyễn Nhân Chiến, và nguyễn tử quỳnh đã đồng ý để công ty IC và công ty sông hồng mỗi bên trúng ba gói thầu tuynh cũng đề nghị bị can nhường sớm phê duyệt các thủ tục triển khai đầu tư mua sắm sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính nhóm tuynh và trung bàn bạc thống nhất ưu tiên cho nhóm công ty sông hồng thực hiện trước ba gói thầu tại ba bệnh viện huyện tiên du quế võ và yên phòng phía bắc sông đuống khoảng một tháng sau tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu và nhóm công ty IC sẽ trúng thầu thực hiện tiếp ba gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình phía Nam sông Đuống. Lý do để nhóm công ty sông Hồng trúng thầu trước vì họ biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo tỉnh và trung ương nên để công ty IC thực hiện trước thì các thiết bị tại các bệnh viện sẽ bị phụ thuộc, chịu sự áp đặt về giá, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa của công ty IC có thể thay đổi thiết bị ảnh hưởng đến danh mục cần đầu tư mua sắm theo nhu cầu của các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt. Khi báo cáo sự việc bị can Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý phân chia cho nhóm công ty Sông Hồng và công ty AIC, mỗi bên thực hiện bà gói thầu. Bị can Quỳnh còn nói, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh, sẽ được tạo điều kiện cho chúng thầu, tham gia thực hiện các gói thầu xin được cấp vốn. Mọi việc theo đúng kế hoạch chia chác nói trên, nhóm Sông Hồng trúng thầu 3 bệnh viện huyện với tổng giá trị 126,292 tỷ đồng. Và nhóm AIC chúng tại 3 bệnh viện còn lại tổng giá trị 126,167 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy quá trình đấu thầu tại Bắc Ninh đã xảy ra những vi phạm pháp luật gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Công ty Sông Hồng và công ty IC sau đó còn hối lộ 4 nhân vật quan trọng là Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh và Nguyễn Hạnh Trung. Bị can Nguyễn Tiến Nhường cũng được tặng quà 750 triệu đồng, nhưng được xác định không phạm tội nhận hối lộ hành vi của bị can nhường là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị truy tố tội đưa hối lộ nhưng vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã. Trước đó, chủ tịch AIC bị xét xử vắng mặt và bị tuyên mức án tổng hợp 30 năm tù trong các vụ vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu lý lịch của ông Nguyễn Tử Quỳnh. Ông Nguyễn Tử Quỳnh sinh năm 1959, 65 tuổi, trú tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, có trình độ thạc sĩ kinh tế. Quá trình công tác từ tháng 10 năm 2081 đến tháng 6 năm 1984, ông Quỳnh là cán bộ xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc Tân Dĩnh, công ty nông nghiệp Hà Bắc. Từ tháng 7 năm 1984 đến tháng 7 năm 1988, ông Quỳnh trở thành phó bí thư tri bộ, phó giám đốc xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc Tân Dĩnh, công ty nông nghiệp Hà Bắc. Tháng 8 năm 1988 đến tháng 10 năm 1994, ông là đảng ủy viên, bí thư tri bộ, trưởng phòng kinh tế tổng hợp Sở Nông nghiệp Hà Bắc. Ủy viên Ban chấp hành công đoàn thị xã Bắc Giang, Chủ tịch công đoàn Sở Nông nghiệp Hà Bắc. Từ tháng 11 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996, ông Quỳnh là trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Địa chính Hà Bắc, sau đó trở thành bí thư chi bộ, phó giám đốc Sở Địa chính Bắc Ninh từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 12 năm 1999. Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 9 năm 2003, ông Nguyễn Tử Quỳnh là tỉnh ủy viên, bí thư chi bộ, phó giám đốc Sở Địa chính Bắc Ninh. Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm 2008 là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 10 năm 2008, ông là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2015, ông Quỳnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tháng 6 năm 2014, ông Quỳnh từng bị chủ doanh nghiệp khai thác cát khủng bố bằng 10 tin nhắn đe dọa bởi cho rằng có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông cầu. Từ tháng 5 năm 2015, ông Nguyễn Tử Quỳnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đến tháng 10 năm 2019, ông Quỳnh nghỉ hưu. Đến ngày 19 tháng 1, ông Nguyễn Tử Quỳnh và ông Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ.